Đây, hôm nay em làm cái video này cho các bác bởi vì nhiều bác thắc mắc với em là cái keo gắn kính ấy, mua ở đâu và nó là loại gì, đúng không ạ? Rất nhiều bác thắc mắc hỏi em, nhắn tin cho em. Đây, tên nó là keo, gọi là keo AB, bọn em hay gọi. Đó, đấy, keo này chỉ gắn trong vòng 5 phút. Đó. Đây, chúng em hay dùng cái keo này. Đây, và Made in Taiwan là chiết xuất tại Việt Nam. Đó. Và đây nó ghi hết rồi. Các bác có thể rảnh các bác cho tạm dừng, các bác đọc cho giúp em, đúng không nhỉ? Đấy. Và đây địa chỉ của nó đây các bác. Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Số điện thoại đây. 0906 992883. Fax MI đây. Đó, địa chỉ đấy các bác có thể vào trang web của nó để liên hệ mua, để người ta gửi cho. Đó. Em đây em hay mua dùng thường xuyên. Đấy, nhiều bác thắc mắc thì em sẽ làm cái video này nhé. Thì mong các bác lần sau đừng 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 hỏi em nữa. Em sẽ trả lời vào trong video này, cố gắng tìm video. Đấy. Và khi dùng được rồi nó có hai cái nhé, một cái màu trắng và một cái màu 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 đỏ. Đấy. Nó hai thành phần thì em sẽ không để trong này. Và em sẽ để tiết kiệm nó không bị trôi keo, bởi vì khi mình để trong này này thì nó rất hay bị trôi ra khi mình châm cái kim này các bạn ạ. Nên mình cần chọc một cái lỗ này là nó cứ trôi ra thôi. Đặc biệt là thời tiết Việt Nam ấy, nó nóng nó sẽ phì ra. Đấy, kể cả các bác không 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 dùng nó cũng phì ra. Thế nên là em mua cái kim này. Cỡ kim các bác cứ mua cái loại 10 ml cc này. Đấy. 10 ml cc là vừa đẹp, vẹn thấy vừa đẹp. Đấy. Đấy, để dùng để cho cái kia keo vào. Đấy. Và video em chia sẻ luôn cách cho cái video vào, em chả giấu cái gì cả, thế các bác vẫn bảo em giấu nghề. Đấy, nhiều bác cũng bảo thế thế cơ các bác ạ. Cắt thêm tí nữa. Đó. Đây cái xi lanh này. Với cái này thì các bác em cái đầu kim của nó ấy, thì em bẻ luôn đi các bác, em bẻ luôn đó, bẻ luôn nhá, em không không sử dụng cái đầu kim nó, một là vứt đi, hai là dùng cái khác. Đó. Cái nắp này đậy có thể dùng có thể bỏ đi được, tại vì cái này cho vào đây không cần phải đậy được, tại vì nó phải có một nửa kia thì nó mới có thể là ấy được, kết dính được, còn không thì nó cũng không không khô được, không lo đâu. Đó. Em sẽ chọc cái keo này. Đây, các bác xem chọc cái là nó phì ra ngay. Đó. Đấy, nó phì đây các bác. Nhá. Đó. Thì em sẽ cho keo này vào đây. Để cho keo vào đây em sẽ ghi cái tên của nó vào đây. Tên của cái keo này vào đây. Đó. Keo này là keo màu đỏ. Đó, để mình biết sau này. Đỏ, đó. Chữ đỏ vào đây. Đó, để sau này mình vẫn biết là cái này vẫn sử dụng được sau này. Tái sử dụng hết thì mình lại cho vào tiếp đây mà. Thế là em rút ra. Em sẽ đậy cái nắp này vào nhé. Đó, đây các bác thấy nó phì ra này. Đấy, nên là em không muốn như thế thì em sẽ cho vào đây. Đấy, và trong quá trình cho em sẽ bóp bóp dần tí một các bác. Bóp dần tí một. Đó. Sau khi xong rồi em sẽ gập nó lại. Đây, gập nó lại. Để nó tự đẩy. Để nó tự đẩy nhé. Đó. Đấy, nhưng mà em vẫn để này, em vẫn hơi nghiêng nghiêng như các bác nhé, để cho nó trôi xuống. Đó, sau này tiếp tục cứ như thế. Đó. Cứ như thế các bác, cứ đều 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 như thế. Đó, cho nó vào đây. Đó. Đó, nó vào này. Đó, và đến đây rồi ấy, thì làm thế nào, nó bí rồi đúng không ạ? À, thì em sẽ lên cái kìm này, em bóp cho nó xuống hết. Đó. Đó. Kìm bóp là ok nhất. Đó, cho nó nghiêng này, bóp tiếp. Để cho nó xuống hết. Đó, cho nó xuống hết các bạn. Đó, không còn một tí gì luôn, đúng không? Kiệt luôn. Đó. Rất là đơn giản đó. Đó là em sẽ cho cái đầu này vào nhé, vặn này đầu vào như này, không rơi ra một giọt nào các bạn, em làm sẽ không rơi ra một giọt nào. Đó.
em sẽ ngửa lên để cho nó trôi xuống, ngược xuống, cho ngược xuống thì thôi. Đó. Đó, sau đây sẽ mở cái nắp này ra đấy, và đẩy ngược lên các bác. Đấy, cái mẹo của em mà làm cách này từ xưa đến giờ rồi, rất tiết kiệm keo mà rất dễ lấy keo. Chứ các bác để vào trong kia này các bác có phải ngửa lên rồi là không 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 đậy nắp vào ấy thì nó phì trào ra. Cái này không còn đậy nó cũng không sao, vì cái xi lanh của mình nó không chế đâu. Đó, và đây là kết quả của em. Đây các bác. Đó, kết quả hai keo hai thành phần của em. Đó, và em sẽ cho vào đây, sẽ dùng 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 dần. Khi nào hết cái này ấy, thì lại bắt đầu là cái mới. Đó. Rồi, em chào các bác nhé. Đó, rất đơn giản đấy ạ. Đó. Em gọi keo hai thành phần đây, chữ trắng này, chữ đỏ này. Đó, chào các bác.